Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nông dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên ước thu trên 12 tấn nhãn. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Ninh có nhiều giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi. Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 86,3%. Hưng Yên hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2019. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm nay nhiều vườn nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tỷ lệ đậu quả thấp do ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, những hộ trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên tỷ lệ đậu quả vẫn cao. Đây là vườn nhãn của gia đình anh Nguyễn Đăng Toán, thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu. Vụ nhãn này vẫn cho đậu quả cao, đạt tỷ lệ 80%. Anh Toán cho biết từ khi tham gia Việt Gáp, anh và các hộ trồng nhãn trong thôn được hỗ trợ kỹ thuật cách chăm sóc phòng trừ bệnh cho nhãn đảm bảo đúng quy trình, đúng thời điểm theo giai đoạn phát triển sinh trưởng của cây, nên tỷ lệ đậu quả và sản lượng luôn đạt cao. Năm 2018, gia đình thu được 13 tấn quả và năm nay, mặc dù nhiều hộ trồng nhãn bị mất mùa, nhưng vườn nhãn của gia đình vẫn ước thu khoảng 12 tấn quả. Sau 2 năm thực hiện kế hoạch sản xuất nông sản sạch, làm vệ tinh liên kết chuỗi các cơ sở doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, các địa phương của Hà Nam đã thành lập được 13 hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản sạch. Riêng lĩnh vực sản xuất rau củ quả và hoa có 12 tổ hợp tác nhằm hỗ trợ thúc đẩy để các thành viên đầu tư sản xuất nông sản sạch, nông sản an toàn, nông sản hữu cơ. Nhiều hợp tác xã liên kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá bán ổn định theo hợp đồng. Giá trị sản xuất trong liên kết sản xuất cao hơn 20% so với phương pháp sản xuất truyền thống. Hiện nay, cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố đang hướng dẫn một số hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục, nhận kinh phí hỗ trợ của tỉnh theo cơ chế. Đến nay, đã có hợp tác xã dịch vụ Đức Huy được hỗ trợ theo cơ chế này. Với sự cần cù chịu khó của những người nông dân mà cánh đồng chuyên canh rau màu ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, quanh năm được phủ xanh, nơi đây thực sự tấc đất như tấc vàng khi bà con tận dụng tối đa mọi diện tích, mọi khoảng trống để gieo trồng các loại cây màu. Ngày nào, những người nông dân này cũng có mặt trên cánh đồng màu, bởi đất đai ở đây dường như không lúc nào nghỉ. Ranh giới giữa thời vụ chính hè, hè thu và vụ đông hàng năm bị xóa nhòa bởi bà con liên tục trồng luân canh, sen canh, gối vụ hoặc trồng trái vụ các loại rau màu. Bắt đầu từ tháng Giêng âm lịch đến tháng 10 là đa số là người ta trồng một cái hành hoa, cái mùa đấy. Đấy là người dân bình thường, như thế cũng thế thôi. Còn cá biệt một số, những người nào đi sâu vào cần đây, thoái tây thì người ta cứ đi. Sau đến tháng 8 âm lịch người ta là tất cả là cái diện tích su hào nó nhiều lắm. Nếu các cô về đây mà nhìn xem, bạt ngàn cứ su hào. Vì cái đầu ra của tôi nó chắc rồi. Là dù đắt hay rẻ là đều ô tô nó khuân cho. Bằng sự sáng tạo, người dân ở đây đã tạo nên những nhà lưới mini như thế này. Nhờ vậy mà các loại cây gia vị tuy rất mẫn cảm với thay đổi của thời tiết vẫn có thể sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện trái vụ. Nếu như mà nắng thì mình phải kéo ly lông lên để cho nó khỏi nóng cây. Thì mình độc để cái lưới đen thôi, để cho nó mát cây. Nhưng khi mưa thì mình mới dùng đến cái ni lông này, để cho cây coi như là không nước không vào được trong cái luống. Từ nhiều năm nay, hệ số sử dụng đất của xã lên tới 3,5 lần một năm. Vùng chuyên canh nhờ thực hiện quay vòng 8 đến 9 lần, cho giá trị gấp 5 đến 7 lần cấy hai vụ lúa, đã tạo nên những cánh đồng với thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân nơi đây. Thu nhập bình quân như vậy là năm họ được khoảng từ 30 đến 30 triệu một sào, tức là sắp xỉ khoảng 700-800 triệu trên một ha. Sản phẩm của Quỳnh Hải đã bán trên khắp đất nước và đi được khắp kể cả ra nước ngoài. Nhờ giá trị cao của rau màu mà người dân Quỳnh Hải vẫn miệt mài gắn bó với đồng ruộng. Họ vẫn nói vui với nhau rằng ở đây đất không nghỉ. Mặc dù mới được thành lập, nhưng Hợp tác xã sản xuất tiêu thụ cây con đặc sản An Toàn, Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã làm tốt việc sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho các thành viên và người dân địa phương. Sản phẩm chính của Hợp tác xã là cá chạch sụn, chuối tây Thái Lan, rau rút và rau cần.
Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã đã tạo được liên kết giữa các hộ thành viên, tổ hợp tác sản xuất nhỏ lẻ trong sản xuất, ký kết đảm bảo quy trình kỹ thuật, sản xuất an toàn cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, do vậy sản phẩm đảm bảo chất lượng. Hiện tại các sản phẩm của hợp tác xã giá cả ổn định, đầu ra đảm bảo được người tiêu dùng lựa chọn. Riêng cá trạch sụn đã vào được các nhà hàng phục vụ du lịch và các cửa hàng nông sản an toàn. Để việc liên kết sản xuất theo chuỗi có hiệu quả, hợp tác xã tích cực quảng bá sản phẩm, liên kết với các doanh nghiệp trong việc cung cấp cây, con giống và bao tiêu sản phẩm. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định phát triển ổn định. Các địa phương đã tập trung hình thành các vùng giống thủy sản đáp ứng nhu cầu nuôi trồng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện toàn tỉnh có trên 16.000 hectare diện tích mặt nước đã được chuyển đổi sang hướng nuôi thủy sản đem lại hiệu quả. Trong đó diện tích nuôi cá nước ngọt gần 9.800 hectare và nuôi mặn lợ đạt trên 6.400 hectare. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong vùng ước đạt 98.210 tấn. Tại huyện Giao Thủy, nghề nuôi thủy sản phát triển tập trung tại các xã Giao Phong, Bạch Long, Giao Thiện, Giao Lạc, Giao Xuân và thị trấn Quân Lâm. Những năm qua, các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung nuôi các loài tôm thẻ chân trắng, ngao và tôm sú. Trong đó, nhiều vùng nuôi ngao đã đạt tiêu chuẩn sinh học để nuôi trồng và sản xuất ngao theo tiêu chuẩn châu Âu. Với hướng đi đúng trong phát triển nuôi trồng thủy sản, các địa phương đã khai thác được tiềm năng, phát huy thế mạnh của địa phương, đưa kinh tế thủy sản của tỉnh ta ngày càng phát triển. Trong giai đoạn tới, tỉnh ta tiếp tục phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, áp dụng công nghệ cao, tăng năng suất và nâng cao giá trị theo hướng bền vững, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng thời gian qua chủ yếu xảy ra tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chiếm 98,4% số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Đây cũng chính là phần lớn đối tượng thuộc khách hàng của Ngân hàng Chính sách Xã hội vay vốn để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các phòng giao dịch rà soát cập nhật tình hình khó khăn của hộ vay vốn để có phương án hỗ trợ. Giải pháp hỗ trợ người chăn nuôi của Ngân hàng Chính sách Xã hội lúc này là gia hạn nợ cho các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, giúp các hộ từng bước khắc phục thiệt hại. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo thống kê, đến tháng 6 năm 2019, huyện Thuận Thành có 54 hộ vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo và vốn giải quyết việc làm với tổng số vốn vay là 1 tỷ 573 triệu đồng đến hạn trả gốc, nhưng do bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi, không có điều kiện trả nợ, đều được Ngân hàng Chính sách Xã hội làm thủ tục gia hạn nợ. Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời bởi hầu hết các hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đều đầu tư chăn nuôi và đang trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, do đặc điểm bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đối tượng khách hàng chủ yếu của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Quan điểm của ban lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là sẽ hỗ trợ tối đa các khách hàng bị thiệt hại. Theo đó, giao cho các phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức tín chấp, các tổ trưởng tổ vay vốn thống kê, rà soát, hướng dẫn các hộ có nhu cầu làm thủ tục gia hạn, thời gian trả nợ tối đa lên tới 2 năm đối với các chương trình vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và vốn giải quyết việc làm. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể đã được ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm chú trọng. Công tác xếp hạng và khoanh vùng bảo vệ di tích được triển khai thực hiện tốt. Toàn tỉnh hiện có 1.780 di tích, trong đó có 198 di tích đã được xếp hạng. Các di tích được xếp hạng gồm 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 87 di tích cấp quốc gia và 109 di tích cấp tỉnh. Tỉnh có 7 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 1 bảo vật quốc gia. Để giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích được quan tâm triển khai.
Trong 10 năm qua, đã có 56 di tích quốc gia và 2 di tích quốc gia đặc biệt được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. 32 di tích cấp tỉnh được tu bổ theo đề án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, đã huy động được hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn của nhân dân và các tổ chức xã hội đóng góp cho tu bổ, tôn tạo di tích. Nhiều địa phương cũng đã có cách làm hay sáng tạo, huy động được sức mạnh toàn dân trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa. Những năm qua, các cấp chính quyền huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo điều kiện để các tổ, đội, câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện phát triển hơn nữa. Huyện Hải Hậu hiện còn lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo mang đậm giá trị văn hóa miền quê vùng biển, trong đó có nghệ thuật chống hội. Nhiều hội chống ở các địa phương như thị trấn Yên Định và các xã Hải Phương, Hải Trung, Hải Xuân thường xuyên luyện tập, biểu diễn nhân các ngày lễ Tết và các sự kiện chính trị ở địa phương. Bên cạnh đó còn rất nhiều tổ đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống khác, tiêu biểu như đội chống cà rùng, câu lạc bộ múa lân sư rồng, đội cà kheo, câu lạc bộ bơi chải, câu lạc bộ hát chèo. Để các câu lạc bộ văn nghệ hoạt động hiệu quả, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hải Hậu đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong huyện tổ chức các hoạt động văn nghệ theo từng chủ đề, đồng thời cử cán bộ xuống các tổ đội. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của không gian đọc hay các thư viện tư nhân đã đưa sách đến gần hơn với độc giả, nhất là độc giả ở vùng nông thôn. Bên cạnh việc hình thành thói quen đọc sách cho người dân, thư viện tư nhân đã góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống tinh thần, cải thiện học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hơn một tháng nay, cứ đều đặn vào các buổi sáng, trẻ em tại xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư lại đến thư viện Thảo Hưng để đọc và mượn sách. Với hơn 1.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau như văn học, lịch sử, khoa học công nghệ, truyện tranh, các em có thể tìm kiếm cho mình những cuốn sách phù hợp. Thì con đọc những cuốn sách giải thích về các hiện tượng của tự nhiên và các bài học hay trong cuộc sống. Ở đây thì có rất nhiều sách ạ. Sách thì về những bài học về bổ ích cho xã hội, về cuộc sống, về tự nhiên ạ. Và những quyển sách này rất thích hợp cho lứa tuổi của con. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động hơn một tháng, song Thư viện Thảo Hưng đã có trên 150 bạn đọc đến đăng ký đọc sách thường xuyên, trong đó hầu hết là bạn đọc lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Tới đây, các em không chỉ được thư giãn mà còn được học nhiều bài học bổ ích. Là thư viện cũng rất mong muốn là các cháu sau khi đọc những cuốn truyện tranh sẽ học hỏi được những cái điều hay, điều tốt ở trong truyện. Và các cháu sẽ hướng đến đọc những cái cuốn truyện nhiều chữ hơn để giúp các cháu diễn đạt, nhất là sau này giúp các cháu làm văn ở trong nhà trường ấy. Từ lúc mà cháu nó vào thư viện nó đọc sách giờ thì về các cháu nó cố gắng học hành lắm. Cháu ngoan và cháu hiểu biết nhiều. Sự xuất hiện của những thư viện tư nhân như Thảo Hưng không chỉ góp phần tạo thêm không gian đọc cho các em thiếu nhi mà còn góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. Thông qua đọc sách, độc giả lĩnh hội những giá trị văn hóa xã hội tốt đẹp, hình thành và phát triển kỹ năng tiếp nhận thông tin, tiếp nhận tri thức một cách chọn lọc. Đó là những yếu tố quan trọng góp phần hình thành nhân cách ngay từ lứa tuổi đến trường. Hiện đang là giữa mùa hè, theo các bác sĩ, thông thường vào thời điểm này, như mọi năm, số lượng bệnh nhi bị sởi chỉ xuất hiện một vài trường hợp, thậm chí không có bệnh nhi nào bị sởi phải điều trị. Tuy nhiên trong năm nay, lượng bệnh nhi bị sởi nhập viện tăng đột biến. Chỉ tính từ đầu tháng 6 đến nay, khoa Nội nhi 2, Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên đã tiếp nhận điều trị cho khoảng 30 bệnh nhi bị sởi. Nguyên nhân là do đa phần trẻ bị bệnh đều không được tiêm phòng vaccine hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ. Ngoài ra còn do thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ tăng giảm đột ngột cũng là điều kiện cho các dịch bệnh trong đó có bệnh sởi phát triển. Đa phần, những trẻ bị sởi khi nhập viện đều đã biến chứng sang các bệnh khác như viêm tai giữa, viêm phế quản phổi, viêm đường tiêu hóa, thậm chí có một vài trường hợp diễn tiến nặng như suy hô hấp, viêm màng não. Cùng với sởi, hiện các bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, quai bị cũng có xu hướng gia tăng nếu như không phòng chống tốt. Ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, tỷ lệ trẻ em bị đuối nước hiện vẫn ở mức cao. Riêng tại tỉnh Ninh Bình trong năm 2018 có 31 trẻ em bị đuối nước. Con số này trong 6 tháng đầu năm 2019 là 9 em.
Vì vậy, công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành và các địa phương. Ninh Bình là một trong 8 tỉnh được chọn triển khai thí điểm dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020 do Quỹ từ thiện Bloomberg Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu và Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thông qua lễ phát động nhằm triển khai sâu rộng hiệu quả dự án bằng những việc làm cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho toàn dân, nhất là trẻ em, làm tốt công tác cảnh báo tại những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi. Đến nay, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã có gần 154.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 20.000 người so với đầu năm, đạt gần 86,3% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, điển hình là các xã Nhân Đạo tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,3%, xã Xuân Khê đạt 92,4% và xã Nhân Mỹ đạt 90,3% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay, Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế nhằm vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn. Nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Nên đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cả năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, Hưng Yên đã có hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 36.000 người so với năm 2018, tỷ lệ bao phủ đạt 89% dân số và là một trong 5 tỉnh của cả nước hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cả năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ giao. Thì trong thời gian vừa qua, thì công tác bảo hiểm y tế nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như sự đồng hành của các cấp, các ngành trong tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả cái công tác cải cách hành chính, chuyển đổi từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp trong những vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, tính đến tháng 6 năm 2019, ngân sách tỉnh đã thực hiện hỗ trợ đóng 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho gần 1.200 đối tượng được nhận huy hiệu đảng, gần 53.000 đối tượng từ 60 tuổi đến 80 tuổi, trên 1.550 người lao động thu gom rác thải tại các thôn xóm, khu phố và 390 chức sắc tôn giáo. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện hỗ trợ 60% mức đóng đối với học sinh các bậc học phổ thông và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình. Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng được giảm trừ mức đóng theo số lượng người tham gia. Điều đáng nói là số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh không chỉ ngày một tăng, mà việc chi trả chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế cũng đang ngày càng được nâng cao. Ở tại tuyến huyện như chúng tôi thì cái tỷ lệ người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì khoảng trên 90%. Do vậy là chúng tôi đã tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, trình độ bác sĩ thì cũng được đào tạo nâng cao, cập nhật kiến thức rất là thường xuyên. Do vậy là trong những năm qua thì cái công suất mà khám chữa bệnh bảo hiểm ở tại đơn vị thì đều đạt từ 130 đến 150%. Chế độ cái thẻ bảo hiểm ấy là được ưu đãi đủ mọi đường. Tôi thấy là về đều vận động các con các cháu, họ hàng hàng xóm là đều nếu như có bảo hiểm tự nguyện thì mua tự nguyện. Trái nắng giữa trời là xuống trung tâm y tế đây là nói chung là được cái là y bác sĩ là chăm nom đến nơi đến chốn, là tôi thấy có lợi ích. Từ năm 2018 đến nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế tỉnh đã thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 1.800.000 lượt người với số tiền trên 1.240 tỷ đồng, trong đó có trên 200 người được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi thanh toán số tiền lớn từ 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng trên năm. Việc tỉnh ta hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế năm 2019 không chỉ góp phần phấn đấu sớm đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.